Anh ơi, bé là sinh viên á, chắc là anh thông cảm là bé không có uống được. Thôi em uống với anh thôi nha. Nếu không biết uống á thì anh cũng không có ép. Nhưng mà đã là bạn, biết với nhau lần đầu thì phải xã giao với nhau một cái. Vậy nha em. Xin mời. Mời anh. Anh luôn hút coi vậy chứ rất là dễ thương em. Thấy chưa, đâu có biết uống rượu đâu. Thì lần đầu gặp nhau mà anh cũng muốn xã giao, nhưng mà như vậy anh rất vui mà. Nhưng mà bây giờ anh muốn thịt ngay trong đêm nay được không? Không có được. Sao mà không được? Bé Lan á là một đứa rất khác những đứa con gái khác, cho nên á là anh phải đợi. Anh không đợi nữa đâu. Đêm nay, nhất định là phải đêm nay đó. Không có được. Khi Lương Phúc này đã muốn thì bằng mọi cách phải cho được. Muốn gì, anh sẽ lo cho em. Một đứa rất là khác. Nhưng mà anh nói như vậy thì Lan đâu có cái gì để cho anh chinh phục. Nó cũng giống như những đứa con gái mà anh đã đi qua. Chính vì vậy á thì anh mới thích. Em mới tính Lương Phúc này mà. Không có được. Muốn ăn ngon thì phải từ từ. Đói mới ăn ngon.
tâm rồi. Nghĩ thôi. Không ngờ đại gia Lương Phúc của em lại có những giây phút lén lút như thế này. Em à, có những chuyện không thể lý giải được tại sao. Hậu quả sau câu chuyện này sẽ là gì? Nếu anh có thể chinh phục được Lan, anh có thể biến cô ấy trở thành một người đàn bà như mà anh mơ ước đó. Đồng tiền á sẽ xóa sạch rất tích của hậu quả. Chẳng lẽ em muốn ngăn cản nguồn cảm hứng thưởng thức của anh hay sao? Em e rằng anh sẽ gặp rắc rối vì anh dùng cách này để khỏa lấp thú vui của anh. Không, anh sẽ trả tiền công cho em đầy đủ, em đừng bận tâm. Với Lan rồi. Chuyện đó sao rồi chị? Cái chuyện của Lan á hả? Dạ đúng rồi á. Sao rồi? Chị xin lỗi em nha, chị không có giúp tụi em được. Ủa, chị nói vậy là sao? Thì chị nói chị không làm được chứ sao? Không lẽ chị mà cũng phải bó tay với con nhỏ đó hả? Mới sáng sớm mà tụi em đến đây làm phiền chị. Chị nói không giúp được là không giúp được, có nghe rõ không? Mà chị nghĩ chị cũng không có lý do gì mà để giúp em. Ngày xưa ba mẹ em cấm em không có giao du với chị, ổng bả còn đến đây chửi mắng chị. Nếu mà không nể tình em, ổng bả không có yên với chị đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Đơn giản thôi, chắc chắn là có nội tình gì đó. Một là chị không muốn giúp mình, hai là chị cũng sợ nó. Tao cá với mày, không thể nào chị đó có sợ nó được. Mày chưa thấy chị nên mày không biết chỉ giang hồ lúc nào đâu.
cả cái đất Sài Thành này. Nghe đến tên chị còn phải khiếp sợ nữa. Ghê gớm như vậy hả? Ừ. Nhìn chị ta đơn giản như vậy thôi, chứ thế lực của chị rất là ghê gớm. Vậy thì tại sao chị không giúp mình? Hay là mày với chị chưa đủ thân? Không phải đâu, tao với chị còn thân hơn cả tao thân với mày nữa kìa. Tao nghĩ chỉ còn một lý do duy nhất thôi. Là gì? Chắc là chị ta còn buồn chuyện của ba mẹ tao. Chờ em hoài đời em mãi xa. Ý! Gì vậy? Ủa? Đêm ai? Lan đâu? Sao Lan không đi chung với bà? Dạo này Lan đi học không có đi bằng xe máy giống tụi nữa đâu. Trời đất ơi, sao có xe máy đi ké không chịu, tự nhiên đi bộ chỉ cho nó mệt vậy trời. Cái gì vậy? Bà nó không đi chung xe. Mệt quá, nói chung dạo này Lan thay đổi nhiều lắm. Lan không còn giống như trước nữa. Thôi đi học. Nó không hiểu trên trời. Ui! Ở tôi đi với. Giờ á, đi vô á, học đi, chừng nào xong á, gọi chị đón về nha. Ừ, em biết rồi. Ừ, ngoan. Dạ. Bye bye chị. Bye Kinh. Lan thay đổi rất nhanh, tới mức Trung cũng không ngờ được. Bây giờ Trung lo cho Lan nhiều lắm. Tôi sẽ thương cậu, tôi sẽ thương cậu. Sao phạm nhân tôi có hợp lắm? Lan, mấy người làm gì lại vậy? Hả? Làm gì vậy? Lan, Lan. Sao anh lại ở đây? Hả? Nếu anh không tới kịp thì mấy bữa nay á, cứ hai ba bữa là Lan đi nhậu một lần à. Mà lần nào cũng khuya lắc khuya lơ Lan mới chịu về. Thôi, người ta nhậu thì người ta nhậu. Người ta có xe đưa đón riêng rồi, lo gì nữa. Với phần á, đi xe hơi vậy không có người khi dễ. Ông hay quá à. Ông có ở chung với Lan giống như tôi không? Tôi ở chung một nhà nè, tôi cảm nhận được cái sự thay đổi đó. Tôi mà ở chung với bà chắc có đại chuyện sinh bé nào ông hay. Duyên, quên, tao nói chơi thôi mà nhìn tao dữ vậy. Cũng có thể từ ngày Trung và Lan xảy ra chuyện cho nên Lan mới thay đổi đến như vậy. Đúng rồi đó, Yến cảm thấy dạo này Lan đau khổ nhiều lắm. Từ khi mà bị mẹ Trung miệt thị ha, rồi còn bị Như với Trinh chọc tức nữa. Từ đó là đâu lòi ra cái bà chị Lệ gì nữa đó. Yến nghĩ là sự thay đổi của Lan là liên quan tới cái chị Lệ gì đó đó. Mệt hai người quá. Người ta lâu nói á là xong có lúc người có khúc. Như là xong có lúc người có khúc. À, cái câu đó sao tao quên rồi. Xong có khúc người có lúc. À, xong có lúc người có khúc. Xong có khúc người có lúc. Sao tao nói hồi nó cũng có khúc kìa. Không có vui. Tao đi vòng vòng cũng có khúc kìa. Cậu nói chơi thôi, chứ tôi tin á là Lan có đủ lý trí để ứng phó với cuộc sống này. Sao nhiên nay em đi theo tôi làm chi vậy? Thấy ông tốt đột xuất cái tôi lo làm sao á.
Tại tôi thích đưa Yến về, tôi đưa Yến về thôi chứ có gì đâu. Ông hay tào lao lắm sao tôi biết được. Tại tôi có chuyện khó nói, tôi muốn nói với Yến. Nói đi, mệt ông quá à. Mà Yến nghe tôi mới nói. Thì ông nói đi tôi nghe. Mà Yến lắng tai nghe nha. Thì nói đi, ngộ ghê. Tôi nói một lần thôi đó, tôi không có nói nữa đâu. Bây giờ ông có nói không? Nói, tôi nói nha. Bây giờ không nói tôi đi về á. Tôi yêu Yến. Ê, trời ơi. Trời ơi, chết chiếc xe rồi. Sao chui lọt khe đây hay vậy? Trời ơi, nát chiếc xe hết trơn rồi. Lấy cái giò ra câu đi. Tôi không lo mà ông lo chiếc xe là sao? Ông coi trọng vật chất hơn tôi hả? Coi trọng vật chất cái gì? Chiếc xe nó dính đây một hồi máy nó nổ thì nó kẹt thì nó nổ một cái là hai đứa khác kẹt luôn đó. Sao ông tào lao quá? Bà mua cái chiếc xe coi tôi dẫn ra cho bà. Trời ơi, thiệt lùng đi chiếc xe cho bự. Trời ơi. Rồi. Trời ơi, nát bấy chiếc xe hết trơn rồi. Về sửa tốn tiền nữa nè. Thì im đi. Gì vậy? Ông hay quá à. Tôi té ông không lo, mà ông lo chiếc xe là làm sao? Ông coi trọng vật chất hơn tôi hả? Không phải, tôi sợ chiếc xe nó ngã, xăng nó chảy ra nó nổ là hai đứa mình khét ẹt luôn đó. Ông tào lao quá à. Tôi nói cho ông biết, tôi coi bao nhiêu là bộ phim Tây Tàu Ta và coi hết ráo rồi. Không có thấy ai tỏ tình mà vô duyên với ông hết đó. Nè, tại mới yêu lần đầu nên tao phải tỏ tình vậy. Tỏ tình vậy là được rồi. Mà ông cũng hay, không ban đêm mà ông cũng lựa cái giấc ban trưa, nó nóng 40 độ lận đi tỏ tình. Tôi chưa té chết là hay rồi đó ha. Thì thương lúc nào tỏ tình lúc đó chứ ai biết được canh thời tiết nó ra làm sao đâu. Thôi tôi không có nấu với Yến luôn, nhưng mà tôi đã nói rồi đó, tôi tỏ tình rồi đó, rồi có chấp nhận hay không chấp nhận thôi. Đương nhiên là không chấp nhận rồi. Nghĩ sao vậy, vừa xấu vừa xí. Đừng có mà đi theo nữa đó. Ủa gì kỳ vậy, xấu được rồi xí là cái gì? Yến, đi bỏ tôi mình hả? Tôi cho tôi đi theo vậy. Yến, nói gì cũng được. Yến, ăn đi uống nước đi. Ôi bầu trời, bầu trời vẫn đẹp sao mấy bạn. Ủa sao kỳ vậy, tụi bay đang yêu nhau mà tao thấy rất hạnh phúc. Mày thấy hạnh phúc không? Chứ tao thấy bây giờ tao rất là hạnh phúc. Không có cái hạnh phúc nào cản trở được hạnh phúc của tao. Tao đang yêu. Đây trường học mà lắm nhảm gì vậy? Cũng đúng, nhiệt độ của tao đang lên cao. Để tình yêu của tao đang bốc cháy. Mày nói là mày yêu chứ sao? Trời ơi, tao đang yêu đó. Mày yêu hả? Ừ. Ê, nói nghe. Yêu ai? Đừng nói tao là mày yêu Yến nha. Mày, tao không có yêu Yến, mà là Yến yêu tao. Trời! Nghe nói chị Lệ tốt với Lan lắm. Đúng rồi đó Bích, chị Lệ tốt với Lan lắm. Tốt giống như là Bích đối với Lan vậy đó. Nhưng dạo này Lan hay nhậu nhẹt. Trời ơi, thì lâu lâu uống có vài chai bia, hớp có vài miếng rượu, làm gì nói nhậu nhẹt ghê vậy? Có vẻ như là Lan đã thay đổi rất nhiều đó. Sai cũng nói giống vậy vậy ta. Mà Lan thấy mình đâu có thay đổi gì đâu, Lan cũng vậy mà. Lan nè, có chuyện này rất lâu rồi, Bích muốn nói với Lan. Chuyện gì vậy? Lan về ở với Bích nha. Cái gì? Tự nhiên tại sao lại kêu Lan về ở với Bích? Lan đã nói với Bích rất là nhiều lần rồi, Lan không có về đó ở. Nhưng mà Bích muốn Lan về ở với Bích. Quay lại đi Lan. Ủa Bích là cái gì mà Bích phải kêu Lan về nhà ở với Bích? Bây giờ nếu không có chuyện gì là Lan đi về đó nha. Không được, Lan phải về ở với Bích. Tại sao lại không được? Bích đừng có làm như vậy. Trời ơi, Bích làm như vậy cái gì là quản lý. Lan về ở với Bích được không? Chở con ra đi. Bỏ ra, em đi về đây. Be
Lan nó không phải là một người con gái tốt đâu. Như đừng có nói như vậy nữa. Đối với Trung, Lan mãi mãi là một cô gái tốt. Lan là chị chú bác của Như, tánh tình sao không lẽ Như không biết. Mà đã vậy hôm bữa Lan còn có ý đồ bắt cóc, định hãm hại Như với lại Trinh. Lan thừa nhận cái chuyện đó là Lan thuê giang hồ đang làm để Lan trả đũa Như. Lan còn có ý định đánh Như và Trinh nữa. Như vậy, một người con gái như vậy có đáng để mà Trung yêu thương hay không? Trong khi đó, Trinh là một cô gái rất là tốt, hiền lành, lại hết mực yêu Trung. Trinh còn nói với Như là Trinh sẽ chấp nhận hy sinh tất cả, miễn sao để có được tình yêu của Trung. Như à, Trung mong là kể từ bây giờ, Như đừng bao giờ đề cập cái chuyện tình yêu giữa Trung và Trinh nữa. Dù sau này Trung không đến được với Lan thì Trung cũng không thể nào yêu Trinh được đâu. Trung đừng có vô tình với con Trinh như vậy, Như thấy tội nghiệp nó lắm. Con Lan á, nó khác những đứa khác, cho nên anh á phải từ từ. Nếu mà làm gấp gáp quá thì hư bột hư đường hết. Đúng á, là vừa rồi anh có phần nôn nóng thiệt. Suýt chút nữa là xin chuyện rồi đó. Bây giờ á, mọi việc em phải tính giùm anh. Tiền bạc em khỏi phải lo gì hết nha. Dạ. Dạo này á, anh xui quá lệ à. Dạ, thì làm ăn mà anh, có lúc này lúc khác, lúc xui. Qua lúc xui thì mình sẽ gặp hơn nha em à. Làm ăn á, giao dịch gì á cũng thất bại hết. Chán ơi là chán. Thôi mà, ráng đi anh. Bởi vậy á, hôm nay á, anh định gặp em. Dạ. Để em tìm cho anh một người con gái để anh tâm sự, để xả xui đó mà. Anh rất thích con Lan. Anh muốn đến với con Lan không phải là một lần hay là vài lần. Anh muốn con Lan á mãi mãi thuộc về anh. Dạ. Cái chuyện đó anh để em lo. Thôi bây giờ anh đi vô trước đi. Để em gọi điện thoại cho Lan. Em hứa với anh nha. Dạ. Alo, Lan hả? Tối nay em có rảnh không? Chị em mình gặp nhau nha. Mở cửa giùm Lan đi. Yến ơi, mở cửa giùm Lan đi. Ngày nào cũng 1-2 giờ sáng mới về. Cảm ơn. Thôi, giờ này mấy giờ rồi còn ngồi học nữa. Xong đi ngủ đi. Sao ngày nào nó cũng phải say xỉn vậy hả Lan? Nói gì ghê vậy? Cái gì mà ngày nào? Lâu lâu người ta mới đi bữa kêu ngày nào. Lan thôi nhậu đi được không Lan? Cái gì vậy? Người ta đi chơi, uống với bạn bè chút xíu à. Làm gì dùng từ nhậu ghê vậy? Yến đừng có nói nữa được không? Lan nè, bây giờ Lan mới cảm thấy xung quanh cuộc sống của Lan nó vui vẻ tới cỡ nào. Có rất là nhiều người tốt với Lan. Chẳng hạn như là chị Lệ nè, với anh Phúc đó. Họ tốt với Lan lắm. Lan nghĩ như vậy là hay hả Lan? Lan nghĩ họ tốt với Lan hả Lan? Ở đời này không có ai cho không ai cái gì đâu Lan à. Biết rồi, biết rồi. Trời ơi, cái câu này của Yến hả? Nói chung là nói 1000 lần rồi. Thuộc luôn rồi. Thuộc nhưng mà Lan,
Lan vẫn chưa tỉnh, Lan vẫn chưa hiểu câu đó. Yến phải nói. Lan nhức đầu lắm rồi, Yến đừng có nói nữa được không? Lan là bạn thân của Yến cho nên Yến càng phải nói. Nói gì? Hả? Yến muốn nói cái gì nữa? Tụi mình còn nhỏ lắm Lan, phải cẩn thận với những cạm bẫy của xã hội chứ. Yến thấy bây giờ Lan xa ngã lắm rồi đó Lan. Thôi, đủ rồi, không nói nữa. Dẹp tập vợ đi ngủ đi. Yến phải nói. Bây giờ ngày nào Lan cũng nhậu nhẹt say xỉn như vậy hết, nhưng cảm thấy đau lòng lắm Lan à. Lan đang rất là nhức đầu. Lan đã nói là Yến đừng có nói nữa được không? Đi ngủ, được chưa? Không, Yến phải nói. Nói cho Lan tỉnh. Yến nghe em đi. Lan nói Yến nghe em đi rồi, mà sao cứ nói hoài vậy? Ngày nào cũng lên lớp dạy đời người ta hết á. Lan đã cực khổ từ nhỏ tới lớn rồi, bây giờ sao? Lan được vui chơi, Lan được chơi với bạn nhà giàu, người ta có xe hơi, người ta đưa đón, và người ta đối xử tốt, người ta không có khinh bỉ Lan. Lan không có muốn mình bị một chút nào nữa khi mà người khác khinh bỉ. Bị khinh bỉ từ nhỏ tới lớn rồi, như vậy thì sao hả? Người ta tốt với Lan mà, Lan có đâu có thiệt thòi gì đâu hả? Làm sao Lan biết được là người ta tốt với Lan hả? Lan quen người ta chưa đầy một tháng, Lan ăn chơi như vậy. Cái gì mà ăn chơi? Để nghe em đi. Ý là cái gì mà nói Lan vậy hả? Lan mới nói gì vậy Lan? Nếu như Lan không phải là bạn thân của Yến thì Yến đã không nói những chuyện này rồi, Lan hiểu không? Còn nếu như Lan cảm thấy phiền quá thì từ đây trở về sau Yến sẽ không nói gì nữa đâu. Là Yến nói đó nha, không bao giờ nói gì nữa. Vậy thì thôi. Đó, Trung coi đó, Lan nói với Yến những lời như vậy thì thiệt tình nha, từ đây trở về sau cho dù Lan có xin lỗi hay cậy họng Yến đi chăng nữa, Yến cũng không nói chuyện với Lan nữa đâu. Lan muốn làm gì mặt sát Lan. Trung cũng đang buồn lắm đây nè. Về nhà ngày nào mẹ Trung cũng nói này nói nọ về Lan. Mà Trung nói thiệt, Trung thất vọng về Lan lắm. Không ngờ Lan thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Bây giờ lớn hết rồi, khuyên không nghe thì thôi, mình càng nói người ta càng ghét mình thêm. Trung lại càng không ngờ Lan là kẻ chủ mưu thuê giang hồ để mà đánh và làm nhục Trinh và Như. Trung nói cái gì? Không có đâu, Yến chắc chắn điều đó. Trung chắc chắn 100% là Lan làm. Làm sao Trung biết được? Để muốn biết một sự thật về vấn đề nào đó không khó đâu Yến à. Lan mà cứ tiếp tục giao du với chị Lệ, với mấy đại gia gì đó thì kiểu gì Lan cũng sẽ xa lầy thôi. Trung muốn Lan trở về với con người thật trước kia, một cô gái hiền lành, tốt bụng. Nhưng Trung không biết cách nào để giúp Lan hết. Bế tắc rồi. Bây giờ Yến là Yến im miệng luôn á, Yến không có nói gì nữa đâu. Chứ Yến nói ra là Yến với Lan này có chuyện nữa, Yến không muốn. Chào Bích. Chào Lan. Lan nè, sao dạo này Lan hay nghỉ việc ở cửa hàng quá vậy? Thì dạo này Lan có một chút việc nên bận bịu. Lan có bận cái gì á thì cũng phải báo cho Bích biết một tiếng chứ. Đằng này Lan muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, rồi bỏ đi trong thời gian làm việc nữa chứ. Lan xin lỗi. Không có gì đâu, Bích chỉ nói á để cho Lan biết rồi điều chỉnh lại thôi. Chứ mà Lan cứ làm việc kiểu như vậy á, rồi nhân viên cứ thấy rồi bắt chước nữa, rồi lúc đó bữa nay Lan qua đây á là có chuyện muốn nói với Bích nè. Là chuyện gì vậy Lan? Lan muốn xin nghỉ làm ở cửa hàng. Tại sao chứ? Thì tại dạo này á, Lan không có nhiều thời gian nữa. Lan xin nghỉ như vậy á, thấy tiện hơn á, để cho Bích khỏi phải khó xử nữa. Bích chỉ nói vậy thôi mà Lan giận Bích hả? Không có giận hờn gì ở đây hết á. Lan nói thiệt, Lan không có sắp xếp thời gian được, nên Lan phải nghỉ ở chỗ Bích thôi. Thôi tùy Lan, nhưng mà Bích đó là Bích biết hết chuyện gì đang xảy ra đó.
Bích chỉ lo cho Lan về cuộc sống sau này thôi. Lan chưa trải đời bằng Bích đâu, nên Bích nói vậy á để Lan đừng có ăn chơi trác tán như vậy nữa. Cái gì? Cái gì mà ăn chơi trác tán? Yến đã kể hết cho Bích biết rồi. Lại là Yến. Yến biết cái gì mà kể cho Bích nghe chứ? Tất cả mọi chuyện về Lan. Lan đừng nghĩ người ta tốt với mình là không có mục đích gì. Cho nên á, Bích khuyên Lan là hãy cẩn thận đi. Nè, mọi người đừng có coi Lan như một đứa con nít được hay không vậy? Ai cũng khuyên ngăn rồi đưa ra những cái viễn cảnh tan là hậu quả bi đát không à, là sao? Thì tại vì Bích thương Lan, Bích coi Lan như là người bạn của mình, cho nên Bích uống đi. Ai gọi cho em hoài vậy? Là Trung á chị. Là người yêu của Lan đó mà. Là cái anh chàng hôm bữa. Cái anh hôm bữa mình với anh ta cự với nhau cái vụ mà mình đưa Lan về, xong rồi anh ta nói là hai tụi mình tương kế tụ kế hại Lan cái gì. Em xin lỗi chị. Sao Lan không bắt máy vậy ta? Không biết có chuyện gì xảy ra với Lan không nữa. Đi gọi cho Yến coi. Em với lại người đó bây giờ không có còn gì nữa hết á. Cái cậu đó làm cho Lan rất là đau khổ. Giống như em ngày xưa vậy đó. Còn mẹ cậu ta thì miệt thị Lan. Còn những cô gái mà yêu cậu ta thì sỉ giả xúc phạm Lan. Thấy chị đừng có nhắc lại mấy cái chuyện đó nữa. Thôi uống đi. Uống đi, thôi. Đang vui mà. Chị không có nhắc nữa. Vui lên đi mấy em. Dạ hôm nay chắc em xin phép em về sớm một bữa. Đâu có được. Sao vậy? Cuộc vui chưa tàn mà Lan. Dạ anh thông cảm với em. Bữa khác á em sẽ ở lại chơi với anh chị cho tới cùng. Nhưng mà bữa nay em có chút việc. Thôi em muốn về thì chị đưa em về. Uống cạn hết ly này đi, chị đưa em về nha. Nhưng mà khoan, chỉ riêng hôm nay thôi nha. Còn hôm khác mà lương phúc này chưa xỉn á thì không ai được về hết nha. Không ai được bỏ cuộc vui giữa chừng đâu nha. Uống đi em. Vậy xin phép anh chị, em về trước nha. Để em ra, em đón xe ôm. Sao mà đi xe ôm về cưng? Đâu có được. Bậy. Ngồi nhậu với đại gia Lương Phúc thì phải đi xe hơi về. Kể từ hôm nay á là em phải đi xe hơi, không có đi xe ôm nữa. Dạ thôi được rồi, em không dám làm phiền anh, em tự về được. Anh đã nói rồi, anh đưa em về.
Em an tâm, anh Phúc đưa Lan về giùm em, ok? Đi, anh Phúc giờ đưa em về. Em về trước nha chị. Anh đưa Lan về nha. Rồi, lại nghỉ đi, được rồi. Em nghỉ đi, hôm khác gặp để anh đưa Lan về được rồi. Dạ. Sao qua giờ này vậy Trung? À, tại vì Trung ngủ không được cho nên qua đây nói chuyện chơi vậy thôi. Ủa, mà sao Trung gọi lâu lắm mà Yến mới ra vậy? Tại nãy Yến bị cảm á, cái Yến uống thuốc xong ngủ không biết gì luôn. À, mà thôi. Ủa, mà sao giờ này qua được hay vậy? Trung trốn mẹ đi đó. Vậy thôi dắt xe vô nhà đi rồi nói chuyện. À, mở cửa cho mát. Ủa, vô nhà mà. Ở ngoài đây nói chuyện đi cho nó mát ha. Ờ. Mà sao tự nhiên giờ này qua vậy ông? Tính phá giấc ngủ tôi hả? Mệt muốn chết. Qua kiếm Lan phải không? Ông thì cứ qua kiếm Lan, mà Lan thì không hề biết. Ờ, Yến có biết Lan đi đâu không? Ông, mấy nay Yến với Lan không có nói chuyện. Mà với lại hỏi thì Lan cũng kiểu nặng nhẹ, cái Yến cũng mệt quá. 2 giờ sáng rồi, không biết Lan đi đâu nữa. Trung lo cho Lan lắm. Trung muốn gặp Lan để nói chuyện với Lan. Trung lo cho Lan thiệt đó. Em biết rồi, nhưng mà giờ Lan đã về đâu? Mệt. Trung ơi, Yến mệt. Mình đứng đây đợi Lan chút nha. Biết đâu Lan sắp về rồi. Em đang ở chung với bạn à? Dạ phải. Em đang sống chung với một người bạn thân. Người đó rất là tốt với em, giúp đỡ cho em đủ thứ hết á. Tóm lại là một người bạn rất là tốt. Bạn tốt? Vậy sao? Nhưng mà dạo gần đây á, em thấy mệt mỏi và chán nản lắm. Sao em thấy mệt mỏi? Tại vì em cứ đi sớm về khuya, nên bạn em than phiền trách móc, làm em mệt mỏi mà nhức đầu nữa. Thôi nếu vậy em dọn ra ngoài ở luôn đi, để khỏi ai làm phiền mình. Em cũng có cái suy nghĩ đó đó, nhưng mà chưa có được. Sao mà chưa được? Em nói thật là thu nhập của em chỉ có đủ đóng tiền học phí và phụ bạn em tiền ăn thôi. Còn tiền nhà cửa là bạn em lo hết. Cho nên em không có đủ điều kiện. Bây giờ em dọn ra ngoài luôn đi, anh sẽ lo hết cho. Không được đâu, em không có thích sống cái kiểu đó. Em đừng có suy nghĩ sâu xa chi, cho nó thêm nhức đầu. Đơn giản chỉ vì anh thấy em dễ thương, lại bị làm phiền bởi người khác, cho nên anh muốn giúp đỡ em. Chỉ vậy thôi. Trung ơi, sắp sáng anh ơi rồi về mệt quá. Không được, Trung phải gặp Lan cho bằng được. Trung phải nói chuyện với Lan. Cho dù đây là lần cuối cùng Trung gặp Lan, Trung phải cũng phải nói để Lan hiểu. Nhưng mà hôm lẽ giờ tôi thức chung ông á, tôi bệnh á, mệt quá. Nếu vậy Yến vô ngủ trước đi, để Trung đợi cho. Coi sao được.
Về tới rồi đó Trung. Người tình của Trung á. Giờ này á mà còn có nhiều người chờ đón em như vậy. Em, anh mệt rồi. Anh xin lỗi em.